Công Phượng lần đầu lên tiếng sau lễ đính hôn, khoe ảnh cưới đẹp lung linh. Trên fanpage chính thức của mình, Điền Đạo quê Nghệ An đã có đôi lời tâm sự cùng fan sau chuyện cưới xin đột ngột. Có lẽ lễ đính hôn của Công Phượng là một trong những chuyện vui kín đáo nhất của cánh cầu thủ. Ngoài những hình ảnh rò rỉ hiếm hoi do một vài khách mời đăng tải, cả hai nhân vật chính đều gần như im lặng. Tuy nhiên mới đây, Công Phượng đã có đôi lời trên trang cá nhân. Thoạt đầu, Phượng và Minh dự định làm lễ đính hôn ấm cúng 100 người, chỉ dành riêng cho gia đình và bạn bè thân thiết của hai bên, đồng nghĩa với việc không chia sẻ vấn đề này với báo chí. Nhưng cả Phượng và Minh đều bất ngờ khi nhận được sự quan tâm cũng như những lời chúc phúc. Nên hôm nay, Phượng thay mặt gia đình hai bên cảm ơn đến mọi người cũng như các anh chị báo chí đã dành sự quan tâm cho Phượng và Minh. Sau dòng chia sẻ này, Phượng hy vọng mọi người tiếp tục tôn trọng sự riêng tư cho hai gia đình Công Phượng, Viên Minh cũng như các bạn bè đã đến dự lễ đính hôn. Dòng chia sẻ này cũng là thông cáo chính thức và duy nhất đến từ Phượng về buổi lễ đính hôn này. Một lần nữa, chân thành cảm ơn mọi người. Bên cạnh những dòng tâm sự gửi tới người hâm mộ, Công Phượng cũng đăng ảnh lễ đính hôn của mình và tâm điểm chú ý chính là nhan sắc rạng ngời của cô dâu Viên Minh. Đây có lẽ là một trong số ít các lễ đính hôn mà cô dâu chú rể vừa làm nghi lễ tại tư gia, vừa đãi tiệc hoành tráng như một đám cưới thực thụ. Vì lẽ đó, trong lễ đính hôn, Công Phượng và Viên Minh thay hai bộ trang phục, một là áo dài truyền thống, hai là súp và váy cưới. Về áo dài, đôi uyên ương chọn thiết kế truyền thống được đính kết cầu kỳ nhưng chỉ toàn màu trắng thay vì hoành tráng và màu mè như Quỳnh Anh, Duy Mạnh. Sự giản dị của cặp đôi thể hiện cả trong set suit và váy cưới. Công Phượng không quá chú trọng vào những phụ kiện đắt đỏ, mà điểm nhấn duy nhất trên bộ suit chính là những bông hoa giống bó hoa cầm tay của cô dâu. Về phía Viên Minh, cô dâu cũng chẳng cần trang sức kim cương tiền tỷ mà chỉ khoác lên mình bộ váy cưới trễ vai, khoe được xương quai xanh gợi cảm. Form dáng đuôi cá nhẹ nhàng của bộ đầm thực sự khiến nhan sắc thuần Việt của Viên Minh được tôn lên. Điểm nhấn duy nhất trên váy cưới của Viên Minh là chiếc nơ sau lưng, chi tiết giúp cô dâu thêm phần nữ tính, dịu dàng. Không màu mè, không phô trương, mà chỉ có những cảm xúc đọng lại là ấn tượng của những người hâm mộ khi xem bộ ảnh được chân sút Nghệ An chia sẻ.